Rồi nhìn lên nè con. Dạ. Đúng rồi đó. Tại vì hôm trước là con thấy là lạ lạ cái công thức này học rồi đúng không? Dạ. Thầy nghi rồi, đúng rồi, nghi đâu đúng đó. Đúng rồi, công thức này học rồi. Tại vì công thức này là bữa hôm trước á, là thầy dạy cho con cách thuộc công thức, cho nên từ chỗ đó thầy suy ra luôn. Và bữa hôm đó thầy có nói với con rồi là mình có lắng sang qua bài 2 máy công thức đó. Hiểu chưa? Dạ vâng. Chứ không phải nhầm Dạ. đâu, tưởng học rồi là không đúng. Ok, đó, như vậy là học mà nhìn là bài tập mà thấy nó quen vậy là quá tốt. Giờ chứng lộ tỏ là có hiểu bài, ok chưa? Rồi, như vậy cái phần mà công thức cộng này nè là bữa hôm đó mình học rồi đúng chưa? Dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà mình bữa đó mình học là mới là sin cos thôi chứ còn tan là chưa, đúng không con? Dạ. Ok, như vậy hôm nay á là mình sẽ học tan nha. Bữa nay thầy sẽ chỉ cho con cách thuộc công thức của lượng giác nữa luôn. Đó là bữa nay là con hết hẳn công thức lượng giác luôn đó. Là liên quan gì mà tới lượng giác là học luôn, cho nên bữa nay là và hết sức tập trung. Dạ vâng. Rồi. Đấy nè con. Cái bữa đó mình học mấy đó rồi, bữa nay mình học cái này. Đó, thì thầy sẽ lôi cái này ra. Rồi. Rồi đây. Rồi nhìn lên đây con. Rồi mình có một cái này nè. Con cái câu thơ nè. Tan tổng là bằng tổng tan trên 1 trừ tích tan. Đó. Cái câu nói như vậy dễ nhớ nhớ đây nè. Tan tổng thì bằng tổng tan trên 1 trừ tích tan. Nói vậy con hiểu không? Dạ không nè. Có nghĩa là tan tổng là hai cái cộng lại là tổng đúng không? Dạ. Là bằng tổng tan, là bằng tổng hai cái tan này gọi lại nè. Tan tổng này là tan của hai cái cộng lại là tan tổng. Bằng Dạ. tổng tan là tổng của hai tan nè. Vâng. Trên 1 trừ tích hai tan nè. Thế giờ trên một. Trừ tích tan. Một chữ tới tay rồi. Cái Đúng kem hai rồi. tay đâu? Trên 1 trừ tích tích tan rồi tích hai tan tan tổng bằng tổng hai tan rồi đồng ý luôn đồng ý chưa tan tổng á, thì bằng tổng hai tan tại vì sao con tan tổng của AB là bằng tổng tan là chỉ có AB thôi nhưng mà thôi nói hai luôn vậy để cho con dễ nhớ cũng được dễ hiểu cũng được ok chưa Dạ, đúng tan tổng là bằng tổng hai tan trên 1 trừ tích hai tan nói vậy dễ hiểu không con Dạ rồi thầy. như vậy nó nhớ liền chứ có gì đâu đúng không. Cứ nhớ Dạ. câu vậy nhớ công thức. Còn tất nhiên tan hiệu thì bằng hiệu hay tan đến 1 trừ tích tan rồi ngược lại. Đúng Dạ. chưa? Rồi tan hiệu. Đây là tan hiệu. Tan hiệu thì bằng hiệu hay tan. Trên 1 cộng tích tan ngược lại hiểu không con? Dạ con hiểu thầy. Rồi như vậy tại sao thầy không dạy cô tan? Cô tan là ngược lại của tan. Đúng rồi, cô tan ngược lại cô tan cho nên đừng có dạy cô tan nữa nhớ nó nhức đầu. Mà con nên nhớ nè, ta có tan nhân cô tan bằng một đúng không? Dạ. Cho nên từ cô tan đó ta suy ra là gì? Ta nhắc lại nè. Dạ. Nhắc lại. Nhìn đây đây con nhắc lại tan nhân cô tan bằng nhiêu con Anh nhân cô ta là một ạ. tại sao nó bằng một tại À, tại sao bằng một không biết rồi, không nhớ nữa. tan nhân cô tan bằng một nó quên mất rồi mới chết tan nhân cô tan bằng 1
không biết tại sao hết, nhớ vậy thôi chứ không không biết lý do. Con biết lý do con mới nhớ được lâu. Bữa đó thầy có dạy con rồi nè, bắt được quả tang gì nó nghe. À, bắt được quả tang xin nằm trong chính cốt. À đúng rồi, xin nằm trong trang cốt nè đó. À, được chưa? Con có tang sao? Cô ta là bằng cốt chân xin À đúng rồi, cô tăng dạy dột cho nên để cốt nằm trong trên xin ạ. à, trên xin. Rồi sao nữa con? Anh rút gọn lại bằng một. À, đúng rồi, xin rút gọn Nhớ xin nhớ mắc cốt, rút gọn cốt là tăng cô ta bằng một, hiểu không con? dân hiểu À rồi. đúng rồi, như vậy từ đây thì mình có phải mình suy ra là gì? Như vậy từ cái chỗ từ này nè, từ này nè, có mình suy ra cô tan bằng gì con? Đi ra cô tan luôn á mày. Một chia À tan. đúng rồi, một chia tan có gì đâu, hiểu không? À như vậy nếu như người ta biểu tính cô tan, mình đừng nhớ công thức cho nó nhức đầu, con hiểu không? Nhớ công thức cô tan thêm chi cho nhức đầu. Công thức cô tan có, nó cái đảo là hết đó, nhưng mà nhức đầu. Cho nên con có cô tang mà người, à, người người con có tang rồi mà người ta bảo con tìm con tìm cô tang thì con làm sao? Chia một thôi. À, đảo ngược cái lại. À, đảo ngược nó là để tìm tang, cái dụng thức tang nhanh hơn, hiểu chưa? Hiểu chưa? Không cần nhớ nhiều, tại vì mình học quá nhiều môn Hiểu. và gần cả trăm công thức lượng giác, mình nhớ quá nhiều tạo quả nhập ma nha. Thì cái nào mà rút gọn bớt thầy sẽ chỉ cho con rút gọn bớt, đồng ý chưa? Được rồi. À như vậy là nhớ tăng tổng thì bằng tổng tan, à, tăng tổng hai tan trên một trừ tích hai tan. Như vậy tan hiệu là bằng hiệu hai tan trên cho một, tan hiệu là bằng hiệu hai tan trên một, một Tổng tích hai tổng tích tan. hai tan, đúng chưa? Đó rồi, xong cái này rồi. À, cái này dư đúng không? Tăng tổng nè, cái này tăng hiệu nè, đúng rồi, cái này dư nè. Đó rồi, như vậy còn nếu như người ta bảo mình tính cô tan thì mình suy ra tan cô tan, cô tan là một trên tan, như vậy suy ra tan là bằng một trên cô tan, đúng không? Có tan. À mình thay và mình tính, khỏi cần tính. Rồi công thức nhân đôi nè, nhớ thuộc công thức nhân đôi này nha. Công thức nhân đôi nè, nhớ cho thầy nhớ nè, sin 2 là bằng 2 sin nhân cốt. Sin 2 nói vậy chứ dễ nhớ, sin 2 là bằng 2 sin. Xin cốt. À 2 sin. Cốt 2 là bằng, cốt 2 là bằng 2 cốt. Thầy nói vậy đó, từ từ cái đã rồi mình tính tiếp nè. Rồi thầy nói như vậy có nghĩa là gì? Cứ sin 2 là bằng 2 sin, cốt 2 là bằng 2 cốt, rồi tan 2 là bằng 2 tan. Tan 2 là bằng 2 tan. Thầy nói vậy để làm gì? Công thức nhân đôi là cứ đảo ngược lại, sin 2 bằng 2 sin, cốt 2 bằng 2 cốt, tan 2 bằng 2 tan. Thầy nói vậy cho nó dễ nhớ, được chưa con? À mà sin 2 bằng 2 sin thì nhân thêm cốt. Ok chưa? Còn cốt đó thì bằng gì? 2 cốt bình trừ 1. Đó. Còn tan 2 thì bằng gì? 2 tan trên 1 trừ tan bình. Đó, cái câu nói như vậy cho nó dễ nhớ. Tất cả nè, nhớ nè. Sin 2 là bằng 2 sin, cốt 2 bằng 2 cốt, tan 2 là bằng 2 tan. Nói công thức nhân đôi vậy cho dễ nhớ. Thứ nhắc chưa? Như vậy 2 sin rồi làm cái gì nữa? Thì sin 2 bằng 2 sin nhân cốt, cốt 2 là bằng 2 cốt bình trừ 1, tan 2 là bằng 2 tan trên 1 trừ tan bình. Hiểu không con? Nhận hiểu Ở rồi. đó nè, ở đó thầy cắt lên đó. Sin 2 là bằng 2 sin nhân cốt, thấy chưa?
phải đóng không lung lại cho dễ nhớ. Đó, dễ nhớ luôn. Đó, xin nhai bằng xin cốt. Rồi. Cốt 2 là bằng 2 cốt bình bằng 2 cốt cái bình trừ 1. Đó tôi nói nè. Đây nè, cốt 2 này bằng 2 đây nè, 2 cốt bình trừ 1 trừ 1, thấy chưa? Mà thay cốt bình sin bình cộng cốt bình bằng mấy con? Bằng 1 thầy. Cho nên là cốt bình là bằng 1 trừ sin bình đúng không? Dạ. À con thay vào đây nó ra 1 trừ 2 sin bình. À, sin lại ngược lại là 1 trừ 2 sin bình. Hiểu chưa? Dạ vâng. Thầy đóng không lại luôn cho dễ nhớ. Đó. Nói vậy dễ nhớ chưa? Sin 2 là bằng 2 sin. Cốt 2 bằng 2 cốt, tan 2 bằng 2 tan. Rồi cứ ngược lại như vậy rồi thêm cái gì đó dễ thêm. Như vậy nhớ sin 2 bằng 2 sin thì nhân cho cốt. Cốt 2 là bằng 2 cốt bình trừ 1, 2 cốt bình trừ 1 để dễ nhớ nè. Cái bằng 1 trừ 2 lần sin bình nè, được chưa? À, nói vậy dễ nhớ, còn không con nhớ là công thức nhân đôi là cốt 2 là bằng cốt bình trừ sin bình. À, cái thay cốt bình bằng 1 trừ sin bình, cái 1 trừ sin bình nó trừ sin bình ra trừ 2 sin bình đúng không? Dễ nhớ không? Còn không mình cứ nhớ là cốt 2 bằng 2 cốt cái đã là bình trừ 1. Cái sin thì ngược lại 1 trừ 2 sin bình. Cái giờ con số 1 này bằng sin bình cốt bình sin bình cộng cốt bình đúng không? Dạ. À cái sin bình trừ 2 sin bình là còn lại sin bình là cốt bình trừ sin bình nó nè. Hiểu chưa? Dạ vâng, hiểu rồi. À, quá đơn giản. Rồi đây nữa. Nè, tan 2 là bằng 2 tan. Ở trên 1 trừ tan bình nha. Nó đó, rồi thầy đóng khung rồi là cho dễ nhớ luôn nè. Đó. Được chưa? Dạ vâng. Như vậy công thức nhân đôi con nhớ cho ba thầy ba cái ngược lại này nè. Sin 2 là bằng 2 sin, có phải ngược lại không? À, cốt 2 bằng 2 cốt là tan 2 bằng 2 tan, nó vậy như vậy nha. Cái thay một cái xíu gì đó, sin 2 là bằng 2 sin cái nhân cốt. À, cốt 2 bằng 2 cốt bình cái trừ 1, à, 2 cốt cái bình trừ 1 ha nha. Cái đầu còn má công thức này nè, à, công thức 1 trừ sin bình với cốt bình trừ sin bình này mình suy ra thôi, hiểu không? Dạ vâng. À, cái tan 2 bằng 2 tan, cái nhớ sao là trên 1 trừ tan bình xong. Ok, như vậy cái này được chưa con? Dạ rồi thầy. À, rồi như vậy nãy giờ là mình được mấy cái này nè, được hai công thức này nè, ba công thức này nữa, năm công thức đúng chưa? Yeah. Nhớ mấy câu thờ của thầy thời thuộc hết, không có gì hết. Rồi công đức công thức mà biến đổi tích thành tổng rồi mình đã học, mình học chưa? Dạ rồi, à, tích thành tổng một rồi thầy. À, rồi chứ tổng thành tích. Rồi bữa đó thầy dạy luôn. À, đúng rồi, tổng thành tích. Đây nè, tổng thành tích thì ở ngoài nhân 2 thì ở trong chia 2 nè. Dạ. Còn tích thành tổng thì ở ngoài chia 2 thì ở trong không chia nè. Thì dạ rồi đúng không? Dạ. Ừ, cái gì đó. Như vậy là nếu như mà lỡ có, không biết nhớ không biết ha, không nhớ coi lại video trước nha. Dạ. Nó đơn giản lắm. Tại vì khi mà học thầy là tất cả những bài tập, những cái bài video, bài lý thuyết mà giảng là thầy luôn quay trở lại hết và thầy đăng lên YouTube. À, rồi xong rồi là các mình quên là mình cứ lên YouTube gõ thầy Nguyễn Văn Cam xem lại cái bài đó của mình. À, và các bạn khác thì nó lại nhà mà nghèo trên toàn quốc đó con, nghèo vô nó xem miễn phí tất cả bài tập là đều như vậy hết. À, à, bởi vậy cho nên là thầy bây giờ là thầy ít có mà gần như luôn á là chỉ có ở công ty với ở trường là thầy dạy trực tiếp thôi. Còn riêng mà ở nhà thầy là kế bên nhà thầy cũng cho lên mạng hết. Để làm gì? Để sau này một cái dịch bệnh hay là cái gì đó là hay là mưa gió bão lụt gì đó, sấm chớp gì đó. À, sấm chớp không học được nha. À, mưa gió bão lụt, cúp điện rồi mình vẫn học được, nhưng mà sấm chớp rồi mình không nên học, đúng không? Đó, như vậy đó, thầy làm cái đó. Cho nên là rất là nhiều lớp nào cũng như vậy. À, rồi thấy chưa, như vậy bữa đó thầy lắng sang nào tám cái công thức này, bữa nay nó nhẹ nhõm không? Dạ. Còn công thức nhân 3 nữa con. Nhưng dạ, mà ơi, bỏ qua thầy ơi. Không phải, từ từ thầy nói cho nghe. Ủa, con là học sinh xuất sắc mà con phải học nâng cao chứ con.
Nhưng mà công thức nâng nâng cao á, thì ở trong cái sách này nó không có. Ok chưa? Sách chương trình mới của 2018 đã đây là sách mà cái nói tri thức mới này là nó không có. Nhưng mà yên tâm, mấy bữa nữa thầy sẽ, tức là gần cuối cái bài tập này thầy sẽ dạy công thức nâng cao cho con. Tại vì giờ giờ có dạy trong này nó cũng không có bài tập, cho nên là thầy khó dạy. Nhưng mà thầy phải dạy con, tại vì khi mà chuẩn bị mà hết bài này á, mà qua bài mới là thầy dạy cho con công thức nhân ba đó. Thế cho làm thêm số bài tập nữa, tại vì khi con làm bài tập nâng cao á, mấy đứa mà học mà anh cho chương trình giống con á, mà nó ra cái bài nâng cao đó là tụi nó bỏ, chứ không học mà, hoặc là đi học thêm. Thì bây giờ con cũng là học thêm rồi còn gì nữa, đúng không? Cho nên là cuối bài này thầy dạy con, hiểu chưa? Chứ giờ dạy nữa tạo quả nhập ma, tại vì bài này là nó cũng nhiều lắm con, nó cũng tới mấy chục trang rồi đó, nó sáu mươi tám trang chứ không có nhiều hết á. Ok chưa? Rồi Vâng. như vậy thầy sẽ gửi cái này qua cho con. Rồi thứ nhất mà con đã gửi từ từ để chết chưa, tại vì mình còn cái này nữa nè. Thứ nhất là các bài tập ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết, thầy cũng hướng dẫn cho con một vài bài chứ, đúng không? Dạ đúng rồi Đó này. đúng rồi đó, nó cũng cười hiếp mắt luôn. Nhìn đây, nhìn nè, ví dụ như sử dụng cái nè 15 độ tức là bằng 45 độ trừ 30 độ, đúng không con? Dạ đúng rồi thầy. Mà tại sao mình sử dụng vậy con biết không? Không biết. Không biết. Tại vì trong cái 5 độ đặc biệt mà thầy dạy con là anh có 30 độ và 45 độ, đúng chưa? Dạ đúng rồi Mà anh thầy. không có 15 độ, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Cho nên ta sử dụng cái công thức này, ta sử dụng cái độ như thế này, đưa những cái độ không đặc biệt này về cái độ đặc biệt để ta tính các cái giá trị lượng giá của cái độ không đặc biệt này, hiểu chưa? Dạ. Đây nè. Rồi như vậy mình biết là 15 độ là bằng 45 độ trừ 30 độ. Rồi, như vậy mình tính sin 15 độ thì có phải bằng sin 45 độ trừ 30 độ không con? Dạ đúng rồi thầy. Cái bữa đó mình học cái gì? Sin thì sin cos, cos sin phải ăn nó không? Dạ đúng Áp rồi dụng thầy. công thức Đúng rồi nè. rồi. Sin thì sin cos, cos sin cái rồi trời giờ anh có độ hết mình thế vô ra đáp số. Hiểu không? Dạ, dạ hiểu rồi. Đơn giản quá đúng không? Cái này đơn giản tại vì mình đã thuộc công thức rồi là cái này quá đơn giản. Đó. Cái tương tự như vậy là gì? Cos 15 độ là bằng cos 45 độ trừ cho 30 độ. Cos thì cos cos sin sin dấu trừ. Xin lỗi Đúng không? Tức là trời. trừ thì thành cộng nè. Cộng là thành trừ này, trừ thành cộng. Ok, thế hết vô ra đáp số liền, hiểu chưa? Dạ hiểu thầy. Quá đơn giản luôn. Tan tan thì gì? Tan 15 độ là bằng tan 45 độ trên cho trừ cho 30 30 độ. Cái này gì? Tan tổng là bằng tổng tan trên 1 trừ tích tan. Còn tan hiệu là bằng hiệu tan trên 1 cộng tích 2 tan, đúng không? Dạ, đúng rồi này. Mới vừa học hồi nãy đó, bây giờ thế vô ra hết, sướng không? Đó, tại sao thầy không dạy cô tan? Tại vì tan nhân cô tan bằng 1 thì cô tan thì bằng 1 trên tan ra luôn, hiểu không? Dạ. Quá đơn giản đúng chưa? Rồi, một bài đó đơn giản là toàn bộ áp dụng công thức không? Đó, cho nên mà con không thuộc công thức thì đồng nghĩa con không làm bài được. Nhưng mà Dạ. không, mà công thức là thầy chỉ trên rồi, thầy chỉ cho cách thuộc hết rồi đó. Hôm nay là thầy dạy cho con là tan tổng bằng tổng tan trên một trừ tích tan và công thức nhân đôi, chỉ có gì đó thôi. Còn mấy cái trước là video trước thầy chỉ thuộc hết rồi, không cần học chỉ suy ra thôi, nhớ chưa? Dạ vâng. Rồi như vậy rồi bắt đầu mình xem bài 2 nè. Bài 2 nè, tính nè, cos của a cộng b trên 6 biết sin a là bằng 1 trên căn 3. Cái này căng à. Như vậy bây giờ nè, có sin thôi mà tính cos này, con có cái hướng nào để làm được không? Bi bi trên 6 thì mình học là bi 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 trên 6 là bằng 30 độ. Rồi, như vậy có, còn cái A này mình làm sao?
code của A cộng B nhân 6. Chưa ra hướng Anh đi. chưa ra hướng rồi thầy nói cho nghe. Cái này là cốt thì cốt cốt xin xin dấu trừ đúng không con? À như vậy cốt A cộng B trên 6 là bằng cốt cốt là cốt A cộng nhân với cốt B trên 6 rồi trừ cho sin A sin B trên 6 đúng không? À nhưng mà cốt B trên 6 và sin B trên 6 có chưa? Sao không có, B trên 6 tính được chứ. Và bị chăm sóc thì được. À như vậy cốt B trên 6 sin B trên 6 là có rồi đúng chưa? Thì còn cốt A sao này? Ở đây này có sin A nè. Mà sin bình cộng cos bình phải bằng 1 không có? Đúng chưa? Rồi. Dạ đúng rồi này. À, như vậy mình suy ra được cos bình đúng không con? À mà cos bình á là mình suy ra được là gì? Cộng trừ cos đúng không? Dạ đúng rồi thầy. À mà bây giờ Có có thực điều hiện kiện cái nè. bên luôn. À điều kiện kế bên luôn, như vậy là từ bi trên 2 mà đến bi này là cos dương hay âm con nhớ không? Cốt dương à, cốt dương 90 độ Chắc tới chưa? 190. À Chắc từ này. chắc Cốt chưa? Cốt 90 độ. Ủa 108 chia 2 90 đúng rồi. Con nhớ vòng Bi là tròn bằng chứ? 1. Nhớ vòng tròn chứ? Vòng tròn nè. Có phần tử nhất thứ hai ba. À, cốt âm thì À, ơi. đúng rồi, tại vì Cốt cái âm. vòng tròn nè, cái là ở bên từ 0 tới 90 độ là nó dương, từ 90 độ tới 180 độ là nó âm, tức là bi trên 2 đến bi đó, nghe chưa? Câu hỏi thầy nói À rồi như vậy nhớ nha. Ok, đó tại vì khi học bài 1 rồi thì có bài 2 này quá dễ. À, hơi nhầm lẫn tí thôi đúng không? Rồi, như vậy là có hai giá trị cos, con chỉ cần tìm một giá trị cos sau điều kiện mình tìm một giá trị cos đúng không? À xong rồi con thế vô tính được này không? dạ đồ À thầy. quá đơn giản rồi nha. Đó. Rồi như vậy không không nói cái đó nữa. Tại vì ở dưới là có hướng dẫn hết rồi nè. À. Rồi để coi cái nào lạ lạ, tức là mấy cái này là con phải làm hết cho thầy nha. Vâng. Ừ đó, làm hết nè. Rồi cái này là thầy có hướng dẫn hết nè. Đó làm xong qua bắt đầu là tại vì là lớp 11 là mình liền thi đánh giá năng lực để vào đại học luôn. Đó thầy có nói ngay từ đầu rồi đúng không? Cho nên là không những mà thầy dạy lý thuyết có ví dụ rồi mà thầy là gì làm gì phân loại nữa. À, phân loại tại vì có nhiều cái khó là ở trong này nó không có là thầy cũng phân loại có luôn. Như vậy nè, thứ nhất là sử dụng công thức cộng. Cái này nè, nhớ chưa? Nhớ Sin cos tan cotang bài tập có ví dụ cụ thể đàng hoàng, đây công thức cos cộng mới vừa giảng hồi nãy luôn này đúng không? thầy. À rồi ok, như vậy thầy giới thiệu cái này thôi chứ đúng chưa? Đó cái này lặp lại mấy đứa mà nó yếu là thầy giảng thêm cái ví dụ ở đây nữa, nhưng mà con thì không cần. Ok chưa? Rồi ok, rồi cái thứ hai tiếp tục mình coi, hai là sử dụng công thức nhân đôi và công thức hạ bậc. Rồi, như vậy công thức nhân đôi và công thức hạ bậc là như thế nào? Công thức nhân đôi thì thầy mới giảng hồi nãy này đúng không? À, như vậy thầy sẽ giảng cho con một cái công thức nhân đôi. Ok chưa? Đó, đây là công thức nhân đôi nè. À, không dùng máy tính hãy tính tan bi 8. Tan bi trên 8 nó có trong công thức không con? Đặc biệt á, năm độ đặc Không biệt có có bi thầy. 8 à không có. Cho nên nhớ nè. À ta có nè. Tan tan bi trên 4 là có phải bằng 1 không con? À đó, không bây giờ là Sao mình cái là là hỗn số hả thầy? không không, bây giờ nè, đúng rồi, giảng kiểu này không hay, thầy giảng trở lại. Thầy giảng trở lại. Rồi, tan bi trên 8 nè, được chưa? Nhìn kỹ nha, thầy giảng lại nha. Bi trên 8 không, tan bi trên 4 nè có phải là bằng tan của 2 nhân bi trên 8 không? Nhân mà đâu hỗn số đó
Và nhân như thế này. À, nhân là nó phải là 2 nhân pin 8 là ra pin 4 không? Dạ. Rồi coi như cái này là A này con là công thức nhân đôi nè. Tan 2 là bằng 2 tan trên 1 trừ tan bình, được chưa? Ừ, đúng dạ không? Đúng rồi. Tan 2 bằng 2 tan trên 1 trừ tan bình, công thức nhân đôi nè. Dạ 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 đúng rồi. À mà như vậy là cái là ở đây như thế này rồi đúng chưa? Như thế này rồi. Đó. Rồi, nhưng mà tan tan 2 nhân pi trên 8 có phải là ra tan pi 4 không? Dạ đúng rồi. À như vậy á thì mình suy ra như thế này nè. Cái này nè. Có phải bằng bằng tan pi 4 không? Dạ đúng rồi thầy. Mà cái này nè. Tan pi 4 có phải bằng 1 không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy giờ con nhân chéo cái này lên nè. Nhân chéo này lên ra là phương trình bậc 2 theo tan pi 8, con giải được tan pi 8 là tan pi 8 không? Dạ rồi. Đây nè, nhân chéo đây đây nè. Thấy nhân chéo lên Dạ. chưa? Cái ra phương trình bậc 2 theo tan pi 8 này thấy chưa? Nếu như mà mình Dạ chậm đúng xíu rồi. mình nếu như mình chậm xíu mình đặt cái này bằng t đi là ra phương trình bậc 2 theo t đúng không? Dạ. À cái mình giải ra được t bằng trừ 1 trừ căn 2 hoặc là t là bằng trừ 1 cộng căn 2 nè, hiểu không con? Dạ, hiểu rồi. Phương trình bậc 2 máy tính. À rồi, nhớ rồi. À, bấm máy tính thôi, bây giờ cần bấm không? Cái gì hên xui vậy? Thôi cười nữa, thôi nhìn lên đây. Nên nè, phương trình bậc 2 nè, 1, 5, 3 nè, đúng chưa? Phương trình Dạ. bậc 2 thì chỗ này thế vô có phải là hệ số A là 1 không? Hệ số A. 1. Rồi, đúng rồi Hệ thầy. số B là Ừ. 2, như vậy 1, B là 2, Ừ. C là nhiêu con? Trừ một Là trừ 1. Như vậy ra phải trừ 1 cộng căn 2 không? à. Dạ, đúng rồi thầy, Rồi đúng tới trừ 1 trừ căn 2 không? rồi. Dạ. Như vậy người ta bảo tính là gì đấy? Người ta bảo tính tan pi trên 8 nhưng mà ra hai cái tan pi 8 nè. Mà do tan pi trên 8 là nó dương, nó nằm trong góc phần tư thứ mấy? P1, P2, 0, 1, 2. Vi trên cờ vi, vi trên 1, vi trên 2, vi trên 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần tử nhất hả? Tự nhiên quay lại góc phần tử nhất kìa. À đó nè, đơn giản thôi, đó. Giảng cho nó kỹ luôn nè. Rồi, đây, nhìn lên. Đó, giảng cho nó kỹ một bài dễ lắm, mấy bài sau dễ à. Rồi. Ok chưa? Dạ. Không. Rồi tan đây nè. Ai lộn à. Bạn xin nhìn có. Ủa góc lộn nữa. Xong xong được chưa? Trục này trục tan đúng không? Dạ. Trục này trục cốt nè. Trục này là trục sin nè. Và trục này là trục trục tan nè, đúng À. không? Dạ. Rồi, pi trên 4 có phải là ở đây không? Đúng rồi Pi thầy. trên 2 đây. Thì pi 4 đây, có pi trên 8 có phải ở đây không? Rồi này tôi thấy nó lại bi Ở đây bi trên nè, tới đây hai. là có phải pi trên 2 không? Thì đúng rồi, bi trên hai đó. Pi trên 2. Như vậy chia 2 có phải ra pi 4 không? Dạ đúng rồi. Mà pi 4 mà chia 2 nữa là phải ra pi 8 không? Yên tâm, yên tâm. À dạ rồi, ok. Đấy Ừ, nè. tự nhiên nó chia hai ra cái lại ngáo thì. Thì pi trên 4 mà chia 2 ra có phải là pi trên 8 Vâng. không? À nhớ nha. Chia nhiều lần, nó chia nhiều lần ra hả thầy? Ok. À đúng rồi, pi 8. Pi 8 đây. Như vậy muốn tìm tan thì ta lấy điểm là gì? Ta lấy với góc O, điểm này với góc O kéo dài. Kéo dài thì cắt trục tan tại điểm, đúng không?
Mà điểm lại nằm phần trên phần dương như vậy, tan dương đúng không? Tan dương vậy đúng rồi, tan dương. Còn nếu như nằm bên này thì kéo về qua đây nó sẽ là tan âm. Ừ, dạ đúng rồi. Đúng rồi, ok, như vậy tan dương đó. Cái phần này là về kỹ lắm mà chưa, bữa đó thầy cũng giảng kỹ rồi đó, nhưng mà chưa rành thì nói thì giảng kỹ lại nha. Vâng. Ok, tan dương nè, như vậy ta chỉ lấy một cái tan dương thôi, hiểu không? Dạ. Cái này tan, cái này âm nè, như vậy ta lộ ta lấy tan dương thôi. Ok, hiểu không con? Dạ em hiểu rồi. Như vậy bài này người ta có thể yêu cầu tính là gì? Cô tan của nam biên tám, ví dụ vậy đó. Đó con thấy không? Trong này thầy phân dạng và thầy yêu cầu những cái khó khó mà nó liên quan tới bài tập thầy đều đem ra thầy phân hết để cho các con hiểu rõ nó đó. Thì đây, như vậy nếu như tính cô tan bi trên 8 là có phải bằng cô tan của bi trên 2 cộng cho bi trên 8 không? Thì Dạ bây đúng giờ bi trên rồi. 2 chính là bằng gì? À dạ đúng rồi. Là Bằng bằng 4 bên 4 bi phải. trên 8 nhân tử mẫu là bằng 5 bi trên 8 đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cung hơn kém bi trên 2, xin chéo có bằng còn lại chéo đối. Như vậy cô tan chéo ra tan và đối nè. Dạ. Thì may quá thì chỉ công thức nó cũng thuộc luôn rồi. Cái rồi, cái thuộc cái này rồi, có Đúng cái rồi. này mới vừa tính đây này nè, hiểu không con? Như vậy là giờ mình mắc gì mình tính cô tan cho cực đúng không, mình suy ra Vâng. cái này tan, cái tan mình tính theo giống như trên nè, hiểu không? Thay vì mà người ta bảo mình tính cô tan 50 trên 8 khó quá, Dạ. mình đưa công thức nãy giọt ra tan bên 8 đúng không? Dạ đúng rồi Mà thầy. tan bên 8 mình làm từ nãy giờ nè. Ok. Đó đơn giản nè. Đó, ok. Rồi. Còn cái mà ví dụ mũ 4 hay mũ 6 thì mình chỉ dùng cái công thức từ nãy giờ thôi. Mũ 4 thì bình tất cả bình là dùng hàng đẳng thức thôi. Dạ. Cái này thì còn quá rành rồi. Đó, mũ 6 là con để bình tất cả mũ 3 cũng dùng hàng đẳng thức luôn. Đó, cái cứ Đúng ra mũ 2 là con làm thôi, ok chưa? rồi. Rồi, thứ nhất, cái đó là con rành rồi nè. Bây giờ là thầy sẽ chỉ con cái công thức hạ bậc. Đó, công thức hạ bậc. Để thầy coi trong này có công thức hạ bậc không? Rồi, cái dạng này dạng hạ bậc. Nhưng mà thầy chưa chỉ cho con cái cách sử dụng. Trong này công thức hạ bậc đúng chưa? Mà chưa sử dụng. Giờ thầy chỉ cho hạ bậc dễ ạc ha. Ví dụ từ cái cos 2 nè. Đó, cái cos 2 này nè. Như vậy bây giờ nè, từ cái bậc 2 này nè. Đó, mình bô cái này đi, mình chỉ lấy một giá trị thôi. Dạ đó, được chưa? Dạ. Mình hạ xuống bậc 1, đơn giản cái từ bậc 2 mà bậc 1 nè. Thì từ đây mình sẽ suy ra nè con. Đó, đảm bảo với con ghiền luôn. Như vậy giờ suy ra cái này bằng cái này trừ 1. Đúng không con? Chuyển trừ 1 qua đây thành cộng 1 chứ. Đúng không? Cái rồi cái chỗ nào mình chia 2 qua. Ủa, như vậy là có phải là từ bậc 2 xuống bậc 1 không con? Bây giờ nó mới quan trọng nè. Ví dụ ngay. Bây giờ nó bảo mình tính là cốt. Rồi rồi, không, vô đây, vô đây. Mình tính cos 15 độ. Mình tính là cos 15 độ. Được không con? 15 độ. 15 độ thì cái độ này 15 độ là trong bảng đặc biệt có không con? Dạ không rồi. Không. Giờ mình hạ bậc xuống.
Như vậy là hạ mặt xuống là có phải nở ra cái này không? Đây Hạ nè, mặt mới giờ xuống. code bình A là bằng là code 2A cộng 1 chia A từ công thức này mình suy ra nè. Hạ mặt xuống ra rồi bằng cos 2 15 độ. À, rồi. Đó. Cos 2 là cos bình á này. Hả? Đây Cos nè, công thức 2 nhân là đâu từ nè, công cos 2 là bằng 2 cos bình trừ 1 nè. Cos 2a là bằng 2 cos bình a trừ 1 á. Vâng. Bằng 1 trừ 2 lần sin bình a là công thức mới vừa dạy nè, là cái này đây, cái này nhân đôi lên nè. Tự nhiên đưa về cái này cái em cái này kèm nhớ rồi. Được chưa? Như vậy cos Rồi 2a là rồi. bằng, thì ta xóa cái này đi, thì xóa này đi, chỉ dùng một cái này thôi. Tại vì mình tính cos, Vâng. còn nếu như tính sin thì mình xóa cái này để sin, hiểu không? Dạ. Rồi, như vậy cái từ chỗ này cos bình A thì bằng cos 2A cộng 1 chia A nè, này trừ 1. Trừ 1 đó mình chuyển qua này thành cộng 1 rồi mình chia 2 này qua nè, hiểu không? Dạ hiểu thầy. Đơn giản thôi. Như vậy bây giờ nè, có phải là vậy không con? Dạ. Như vậy A chỗ này có phải 15 độ không? Dạ đúng rồi. Đó con thấy là 15 độ nhân 2 có phải ra 30 độ không con? Dạ đúng rồi. 30 độ có không con? Có. Có 30 độ như thầy quên rồi. Có 30 độ hả? Trời ơi, có 30. Lật bằng ta trái đáp bằng ta phải đấy. Để làm cái để tôi làm. Có 30 độ. Có đây. Không. Không, mấy bữa nay quên rồi, bữa đó đánh diễn luôn, cũng bỏ lâu cũng quên rồi. Sin là đếm ngược, là sin là 0, 3, 0, 1, 2, 3, 4, cos 4, 3. Đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. Dạ. Cos đếm ngược là 4, 3 là căn 3 trên 2. Đúng 4 chưa? 3. Dạ đúng rồi thầy. Rồi. Bữa đó thầy Em dạy đếm 1, diễn 2, 3, rồi mà 4. giờ nó quên mất tiêu rồi ha. Quy đồng lên đây là bằng gì? Quy đồng lên Bằng đây căn là 3 có nè. căn 3 Bằng cộng 2 trên 2. 4 đúng không? Dạ. Căn 3 cộng 2 trên 4. Đúng chưa? Cái dấu bị ai chờ là thầy Nên nhân chéo lên đây nè, rồi nhân cái này xuống dưới. Như vậy con thấy không? Nhờ có cái công thức nhân đôi này mà mình mới làm cái gì? Mình của mới hai giờ bậc mà thầy thì có công thức nhân đôi rồi, có mình là hạ bậc xuống rồi để mình suy ra được cái này, hiểu chưa? dạ dạ Rồi hiểu tương thầy. tự như vậy, nếu như có tăng bình là sin bình gì mình sử dụng kiểu này hết. Tăng bình thì vậy, mình nhân chéo này lên chia này xuống, đúng không? Mình nhân Nhân cái này kéo lên, mình lên. chia này xuống rồi mình chuyển qua. Dạ. Đây nè, trời đời. Như vậy là cái này nè, nếu như hạ bậc của ta thì đây mình nhân chéo này lên đúng chưa, Dạ mình vâng. hạ này xuống đúng chưa, Dạ. rồi cái rồi đây cái trừ tăng bình này mình chuyển qua này cho thành cộng này đúng không, cái cộng cái này mình chuyển qua này là thành trừ đúng không, đúng không con? Dạ đúng rồi thầy. Có đây nè, tăng bậc hai hạ xuống tăng bậc một hết này nè. Rồi Ok. đó, còn cái sin bình này tương tự nha. Vâng. Ok rồi, rồi như vậy cái này ta hướng dẫn rồi, để coi cái dạng mà tiếp theo đó, thầy phân từng dạng đó vậy là quá kỹ đúng không con? Mỗi dạng là thầy đều cho cái bài tập mà ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết hết, thấy không? Dạ. Dạng nào nó cũng nằm trong này hết á. Rồi dạng công thức mà biến đổi tổng thành tích và biến đổi tích thành tổng này con, Dạ. bữa đó thuộc rồi đúng không? Dạ Đúng rồi, bạn nào mà có xem video nào không biết thì cứ coi video vi một thôi. Nào ví dụ như nè, người ta bảo là rút gọn các cái biểu thức này. Rồi ở đây C nè, pi trên 5, sin nè của gì,
Pi trên 5 trừ sin của 2 pi trên 15. Cos của pi trên 5 trừ cho cos của 2 pi trên 15. Như vậy pi trên 5 và 2 pi trên 15 là gần như nó không có, không có độ đặc biệt đúng không con? Dạ đúng rồi. À, như vậy thì ta chỉ dùng là công thức cộng sin, sin thì sin cos cos sin. Như vậy sin trừ sin là bằng 2 lần cos sin này đúng không con? Dạ đúng rồi. À rồi nè, cộng trước này trừ sau này đúng chưa? Dạ cộng trước trừ sau đúng rồi. À rồi cái rồi tất cả chia 2 này thấy không? Dạ thấy này. Cái rồi cos trừ cos bằng trừ 2 lần sin sin này thấy không con? Dạ. À, cái rồi cộng trước này trừ sau này thấy không? Dạ. À rồi cái rồi vậy chia 2 này thấy không? Dạ thấy. À cái mình rút gọn cái này ra pi 6 này, pi 6 có không? Rút gọn. Rút gọn này ra pi 6. Dạ. Dạ đúng rồi. Mà pi 6 có không? Có. À quá đơn giản đúng chưa? Vâng. Ok, như vậy công thức cộng như vậy là được ha. Rồi, tiếp tục. Đơn giản lắm, tất cả vì nó lượng giác nó khó, cho nên là thầy phân rất là kỹ. Con thấy nè, hồi nãy trong bài này lý thuyết có cái dạng này không? Bắt đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, cũng như thế không? Không. Không, trong sách giáo khoa không có. Nhưng mà thầy phân dạng ở đây để làm bài tập nó có. Hiểu chưa? Dạ. Ừ, cho nên là ở trên trường là con học là chỉ phân dạng thôi. Con học là chỉ cái lý thuyết đó thôi và làm bài tập đó thôi. Như vậy khi mà con học thầy là con được phân dạng này luôn. À, bài nào cũng gặp là dính tới lượng giác là lượm cổ nó nha. À, đó. Rồi đây, dạng 4 là bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác. Thứ nhất là ta sử dụng phương pháp là chứng minh là cái đại số mà ta quen biết rồi. Tức là ví dụ như sin đã nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1, cos đã nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 trong cái vòng tròn đó, nhớ không con? Đây nè, ở chỗ này nè, chỗ này bên này là 1 nè, và bên này là trừ, trừ 1 đúng không con? Cho nên là ví dụ như cos đây là luôn luôn nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 nè, cứ chạy nguyên cái vòng tròn nè, chỉ dài năm đoạn từ 1 đến 1 thôi. Và sin cũng vậy đúng không con? Dạ đúng rồi. À đúng rồi, ok. Như vậy đây nè, tức là trị từ đó sin bé bằng 1 là sin nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 đó. Cos cũng nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 đó, hiểu không con? Dạ hiểu rồi. Ok, rồi bây giờ thử cái ví dụ. Chứng minh rằng với 0 nhỏ alpha nhỏ beta trên 2 thì 2 lần cotan bình alpha nó lớn hơn hoặc bằng 1 cộng cos 2 alpha. Cái này cotan bình nè. Cái này là gì? Công thức nhân đôi nè. Hiểu không con? Dạ hiểu thầy. Ok, rồi, con nhìn đây. Bất đẳng thức nó tương đương với nè. Cotan bình là gì? 1 phần sin bình trừ 1. Tức là gì? 1 cộng sin bình là 1 cộng cotan bình là bằng gì? Bằng 1 trên sin bình ạ. 1 trên sin bình. Cho nên suy ra 1 trên sin bình bằng gì? À, 1 trên sin bình là bằng 1 cộng cotan bình là bằng 1 trên sin bình. Suy ra 1 suy ra cotan bình là bằng 1 trên sin bình trừ 1 đúng không con? Dạ đúng rồi. À mình chuyển quá. Rồi, con số 2 ở ngoài nè. Cái rồi ở đây là gì đấy? Công thức nhân đôi. Công thức nhân đôi. Dạ. Đúng không? Cos 2 là bằng 2 cos bình trừ 1. Như vậy suy ra 2 cos bình sẽ bằng là 1 cộng cos 2 alpha. Như vậy cộng 1 cộng cos 2 alpha là có phải là 2 cos bình không? Dạ đúng rồi thầy. À rồi. Rồi đây có 2, có 2 hai bên rút gọn được chưa? Dạ thầy. Rồi, rồi được rồi. Như vậy tương đương ra 1 trên sin bình trừ 1 lớn bằng 1 trừ sin sin bình đúng chưa? Dạ đúng rồi. Rồi ok, tiếp tục. Rồi, con chuyển hết qua vế qua vế nè. Trừ sin bình này nè, con chuyển qua bên này là cộng sin bình. 1 con dạ. Chuyển qua bên này là trừ 1 chuyển qua cộng 1 như vậy 2. Hiểu không con? Dạ, như vậy dạ, nó, điều kiện nó nằm trong này tất nhiên là sin khác không rồi. Cho nên con nhân hai vế cho sin bình được không? Dạ được ạ. À như vậy là sin mũ 4 trừ 2 sin bình cộng 1 lớn bằng 0 được không?
Dạ được ạ. À, đây này nhân lên sin mũ 4, nhân lên 2 sin bình chuyển qua trừ 2 sin bình. Như vậy nè, cái chỗ này sin mũ 4 để sin bình tất cả bình được không? Xin xin Sin bình mũ. tất cả bình. Dạ tất cả bình được. À, như vậy là cái này phải hàng đẳng thức A trừ B tất cả bình không? Dạ đúng rồi. À, mà bình Ừ, phương một số luôn lớn bằng không đúng không? dạ đúng Như rồi. vậy cái này đúng. Hiểu không? Dạ không hiểu À, thầy. kết quả này đúng thì cái này đúng. Đơn giản không? Dạ. À, đó, áp dụng công thức là vậy đó. Đó, thức nhân đôi là vậy đó. Có bắt đẳng thức là vậy đó nghe con. Là mình áp dụng cái bắt đẳng thức như thế này. Ok chưa? Dạ vâng ạ. Rồi, trong này có nhiều cái nữa nhưng mà tất cả đều thầy hướng dẫn dặn hết rồi. Rồi, như vậy là hướng dẫn rồi. Cái dạng 5, chứng minh đẳng thức bất đẳng thức trong tam giác. Có trong lý thuyết không? Dạ không À đúng rồi, không có mà thầy cũng phân dạng luôn. Đó, để làm gì, trong tất cả các bài tập đều có. Bởi giờ thầy nói là hai bài là một chương mà. Rồi bài này rất là dài, cho nên bài này có thể con giải một tháng rồi cũng bình thường. Không nói gì hết. Hiện chưa nè. Đó, nó rất là bình thường nha. Là hết lượng giác, nhuyễn lượng giác là được. ạ. Rồi, nhìn lên đây. Thầy giảng dạng này. Trong một cái tam giác, à chữ giác này con, là ta cần lưu ý nè. Tổng ba góc trong tam giác có phải bằng 180 độ không con? Dạ đúng ạ. À, 180 độ mà radian nó phải là bi không? Dạ đúng ạ. À đúng rồi. Như vậy nếu mình suy ra góc A là bằng bi trừ cho tổng B cộng C. Góc B Dạ. là bằng bi trừ cho A cộng C, mà góc C là bằng bi trừ cho A cộng B. Hiểu không con? Dạ con hiểu ạ. Ok. Hoặc là gì? A cộng B cộng C bằng bi, ta chia 2 2 vế được không? Chia Chia 2 hai 2 hai vế. vé. Cái Dạ rồi là được. có phải là mình tách ra là A cộng B trên 2 cộng C trên 2 bằng B trên 2. Cái A cộng B trên Dạ. 2 bằng B trên 2 trừ C trên 2 được không? Dạ được ạ. À được, đó, cái này là sử dụng để giải trong tam giác đó con. Đơn giản lắm. Ví dụ, người ta bảo chứng minh trong mọi tam giác ABC ta đều có này. Sin A cộng sin B cộng sin C là bằng 4 lần cos A trên 2 cos B2 nhân cos C trên 2. Nhìn kỹ nha. À, Dạ. như vậy đơn giản lắm con nhìn đây. Chứng minh là vế trái nè. Con ngồi như vậy là bên tay trái là vế trái, bên tay phải là vế phải, được chưa? Dạ. Như vậy cái này vế trái đúng không? Dạ đúng rồi. À, vế trái. À, như vậy là vế trái bằng sin cộng sin có phải bằng hai lần sin cos đâu không Dạ đúng ạ. con? À, cộng trước trừ sau nhân 2 chia 2, đúng không con? Tức là ở ngoài nhân 2 thì ở trong góc của nó chia 2, thầy dạy rồi đó. Dạ. À, nhớ bạn nào không hiểu cứ lại cái video đầu dễ ồn đúng không? Rồi, cái rồi gì? Sin nè, sin của C này á là ta nhân 2 thì chia 2 được không? Được rồi. Công thức nhân đôi. Sin 2 là bằng Dạ. 2 sin nhân cos đúng không? Dạ vâng. Rồi đó, nó đơn giản. Cái xong rồi mà khác, trong tam giác ta có A cộng B cộng C bằng B, suy ra A cộng B trên 2 bằng B trên 2 trừ C trên 2 nè, đúng không? Dạ. À, nhưng mà ta thay cái sin của A cộng B trên 2 này bằng sin của C trên 2 nè, được không? Và cái Dạ sin của C trên 2 là ta thay bằng cos của A cộng B trên 2. Để nó làm cái gì vậy? Để nó ra trong này là gì? Ta có là ta có gì đây? Đều có là gì? Cos của C trên 2. Rồi gì nữa? Rồi đây cũng có cos sin 2 này, thấy không? Dạ thấy ạ. Rồi ở đây cũng có 2, đây cũng có 2. Ta đặt 2 lần cos sin 2 ra làm thừa thì còn lại có phải là cos A trên A được B trên 2 cộng cho cos A cộng B trên 2 không? Dạ đúng À, cái công thức là cos cộng cos bằng 2 lần cos cos đúng không? rồi. Dạ đúng thầy. À, như vậy ta nhân 2 ra ngoài có phải thành 4 không? Dạ đúng. Cái A cộng B trên 2 thì A cộng B trên 2 là A trên 2 cộng A trên 2 là bằng A đúng không? A Còn cộng ai trên nó 2, đúng A trên không? 2 cộng A trên 2 là 2 A trên 2 bằng A. Còn trừ B trên 2 cộng B trên 2 mất đúng không? Dạ đúng rồi Rồi thầy. cái tất cả chia cho 2 nữa có phải ra A trên 2 không?
Dạ đúng. Nè anh Đúng hai, rồi. cách trừ b trên 2 là cuối cùng là gì? A trên 2 trừ A trên 2 mất. Còn trừ b trên 2 trừ b trên 2 có phải là trừ 2b trên 2 là trừ b không? Ủa chứ không phải nãy lúc nãy thầy nói là trừ b trên 2 với lại cộng b trên 2 là nó mất rồi này. Cái đó là 2 cos cộng cos bằng 2 là cos cos cộng trước trừ sau. À vậy rồi. Như vậy lấy cái này nè trừ dấu này nè. Là A trên 2 trừ A trên 2 mất đúng không? Dạ đúng rồi. Trừ A B trên 2 với lại trừ B trên 2 nữa có phải trừ 2B trên 2 là trừ B không? Rồi tất cả chia 2 có phải trừ B 2 không? Dạ đúng Mà rồi. cos đối hai góc đối nhau có cos bằng nhau là cos B 2 đúng không? Dạ. Ủa rồi nè ra đáp số rồi nè. À bằng cái bên ok. Thấy không? Mà cái này là bằng Dạ B thấy rồi. phải, điều phải chứng minh, hiểu không con? Dạ con hiểu rồi. Quá đơn giản luôn đúng chưa? Đó, Vâng. sử dụng trong tam giác nó là vậy đó. Rồi đó, tất cả bài tập thầy cho rất là nhiều ví dụ đều có hướng dẫn dạy hết. Con chép đề ra con làm mà con làm con không hiểu thì con đã nhìn đáp án nha. Con học thầy là con Vâng. quen quá rồi, đó là học sinh quá cũ rồi. Cho nên con biết rồi cái nào mà ví dụ nào không hiểu thì con hỏi thầy. Ok chưa? À. Và đặc biệt cái dạng theo chương trình mới thì bài nào cũng có toán thực tế hết. Đó, nhưng mà trong sách giáo khoa có không con? Không em, à, có một Không. hai bài dễ dễ. Ờ, đúng rồi. Cho nên là mà trong khi lý thuyết là không có dạy. Đúng không? Lý thuyết là không dạy. Mà cho một vài bài dễ dễ thôi. Còn thầy phân nguyên dạng này luôn để cho hiểu nè. Cái này là luyện thi đánh giá năng lực để vào đại học và thi tốt nghiệp cũng có nó luôn đó con. Tốt nghiệp lớp 12 á. À, theo chương trình mới giờ. Rồi con coi nè. Ví dụ một sợi dây cáp AR được gắn vào một cột đứng thẳng đứng ở vị trí cách nhau mặt đất là 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào một cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m. Đây như thế này đây, thấy chưa? Đó, Dạ. cột này. À, cột này tới cạnh này là cái này này có khoảng cách này rồi rồi tức là cái này là cái tường này này cột này đúng chưa, cái cột này cao 14 mét rồi cái từ cái vị trí cái điểm O này cách cách cái chân cột này 15 mét thấy không, Dạ thấy người rồi. ta vẽ sẵn luôn cho mình dễ quá, bữa sau tao không vẽ sẵn đâu, tao cho cái đề không thôi là mình tự vẽ đó đó. Cái rồi gì điểm A là cách chân cột này được chưa, như vậy cái điểm B nè, cái điểm B này cách A mà chắc chân cột là 14 mét, B cách chân cột 12 mét thấy chưa, như vậy từ A đến O này là R, từ B đến O này là S được chưa. Đó rồi ở đây là như vậy cái góc mà gì đây A O B này người ta đặt là beta được chưa. Rồi cái góc là Ủa gì, thầy gấp a EOH o à, a o h xin lỗi con, a o h này là beta và a ờ o b này là alpha đúng chưa. dạ Rồi tính tan alpha ở đó, alpha là góc gì hả em trai? yeah. Đó tại vì khi hồi xưa thầy có nghe chính thầy dạy toán luôn mới nói vậy nè. Tôi nói thiệt với thầy á, học toán mà mình là giáo viên toán mà nhiều đứa học trò nó hỏi tôi cứng miệng, hồi đó là trong cái chương trình cũ nó không có thực toán thực tế, thấy không? Okay. Học chi đâu mà viết sách ra mà gì toàn bộ là viết tùm lum hết, tới hồi ra đời học có tìm được cái là có đem cái lượng giác ra ứng dụng hay không, bây giờ này học này ứng dụng liền luôn á con, thấy chưa? Đó học ra ứng dụng liền tức là mình học cái gì ứng dụng cái đó. Cho nên chương trình mới là nó áp dụng được cái đó. Học sinh nó cảm thấy là gì? Học có áp dụng chứ không phải học cho có thôi. Học để lấy điểm đâu, học để lên lớp đâu, nhớ chưa? Rồi đây này con coi nè. Sắc tam giác DAOH. D nè. Đề rồi. Khoan từ từ. A nè. O nè. Tâm giác
ông pha tam giác B là bốn O điểm A O H không có đi, tam giác làm sao tới 4 được. rồi. À, số tam giác A O H, A nè, O H vuông tọa H đúng không? Dạ. Như vậy tan nè, có phải bằng đối nè, trên kỳ không? À, vậy đúng rồi này. À, như vậy tan beta là đối là A A H trên kỳ là O H, hiểu không? Dạ hiểu Như vậy rồi. bằng 14 trên 15 này, thấy không con? Dạ thấy ạ. Rồi, như vậy mình đặt cái góc này B O H nè, B nè, Đừng. O nè, H này, góc này bằng gamma này. Ừ. Gamma được chưa? Rồi. Rồi, như vậy ta xác là cái tam giác, cái này là tam giác chứ không phải là D nha. Được chưa con? Xác tam giác Dạ. BOH là vuông tại H nè. Như vậy Dạ. tan của nó thì cũng bằng đối trên kề nè, đúng chưa? Là đối Dạ. nè, trên kề là 12 trên 15 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà nhớ nè, tan alpha có phải là alpha là bằng beta trừ cho gamma không? Dạ đúng rồi thầy. À, đó, như vậy tan alpha là bằng gì đây? Beta trừ gamma đúng không? Dạ. Mà tan tổng là bằng tổng tan trên một trừ tích tan. Như vậy tan Trời hiệu là mà hiệu tan trên một cộng tích tan, hiểu không? ơi. Nghe hiểu À, mà tan beta với tan thầy. Dạ gamma có hết chưa con? dạ có rồi À, thầy. ra đáp số luôn kìa, thấy đẹp không? Dạ. À, hiểu chưa? Dạ hiểu thầy, hiểu hiểu. Ờ đó, trong này là hắn có nhiều cái thực tế, toán thực tế này có nhiều cái để tính lắm con. Ok chưa? Ừ. Bài này được rồi đó. À, thầy giải thầy chia quá dạng quá kỹ rồi. Đó. Rồi xong cái đó là cũng như thường lệ là trắc nghiệm có 4 đáp án. 4 đáp án thì nhớ chọn đáp án nào thì mình phải giải nó ra như thế này nha con. À, chứ con chọn không như giờ không có điểm, giải ra vậy nè, không phải có điểm. À, thầy hướng dẫn cho con mấy câu đầu, còn mấy câu sau không hướng dẫn nữa nha. Đây, tự Ừ. làm cái này, ok chưa? Xong cái này rồi á, thì cũng vẫn như thường lệ con. Cái chương trình mới bây giờ là trắc nghiệm đúng sai. Trắc nghiệm đúng sai là gì? Mình giải hết luôn nè. Câu nào đúng thì mình nói đúng, mà câu nào sai mình nói sai nè, thấy không con? Yeah. À, và trả lời ngắn đây con. Cái trả lời ngắn này là toán tự luận hồi xưa Dạ. á. À, đây nè, thế là cho bài nào là giải ra hết như vậy gọi là toán tự luận hồi xưa á. Đã chưa? Ok, được ha. Như vậy bài này Được. á là ở trên trường học máy tiết là đó. À, nhưng mà không có cái dạng mảng kỹ như thế này. Thầy phân dạng là tất cả những cái gì ngoài thực tế có. Đề nó có thể ra nhưng trong sách giáo khoa không có, là thầy phân hết luôn rồi đó. Ok Dạ. chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ gửi cái này qua cho con nè. Tại vì cái này là thầy phải ép lại PDF, chứ còn cái quật của thầy nó cao, nhiều khi mở qua cái quật công mở lên không được. Rồi con nào trăm này, rồi con gửi bài cho thầy rồi đúng chưa? Dạ chưa hết đâu mày ơi. Rồi thì chút nữa gửi đi, rồi chút gửi Vâng. lớp 11. Con thấy là thầy soạn bài kinh khủng không? Kết kết nối tri thức chương